À, vâng, shop em lại gửi lời chào đến toàn thể các bác anh em đam mê đi bẫy cúm núm gà đồng. Thì hôm nay tiếp tục em giới thiệu cho các bác anh em một cái mẫu lụp chuyên bẫy cúm núm gà đồng. Đây là cái mẫu lụp bên em là làm bằng chất liệu 100% bằng inox anh em nhé. Đấy, bên em là sơn tĩnh điện màu đen rồi. Đấy, lưới là lưới đan. Đấy, kích thước của nó thì khá là rộng anh em nhé. Đấy, như có thấy là đây em đặt một con cúm núm giả đây, chiều cao hết cỡ rồi các bác nhé. Đấy, chiều cao như có thấy là đây là thời điểm. Đây là cái mẫu lồng của em này. Chiều cao như có thấy là từ dưới đất lên tầm có khoảng 35 cm không nhá. 35 cm. Đấy. Mẫu này thì lụp này là gọi là các bác còn gọi lồng, có bác thì gọi là lụp. Đấy, bên em là gọi lụp đấy nhá. Lụp chuyên bẫy cúm núm gà đồng. Đấy, kích thước của nó là khá rộng, hai mặt. Đấy. Sập bên nào cũng được các bác nhá. Đấy, đây là cái cửa ra vào này các bác nhá. Cửa ra vào này. Đấy, để cho con cúm núm mồi các bác đi vào. Đấy, ngoài ra thì bên em cung cấp cả những con cúm núm giả các bác nhá. Đấy, chất liệu là nhồi keo. Đấy, và đây là cái bộ thòng. Đấy, thòng bộ giò bẫy cúm núm gà đồng. Chất liệu của nó cũng bằng chân đồng. Đấy, cáp là cáp lụa. Đấy, khuyên đồng. Đấy, dây dù siêu bền. Bên em khuyên inox khuyên đồng anh em nhé. Dây dù siêu bền hết. Một bộ của nó 20 chân. Đấy. Để các bác bẫy được con cúm núm này thì là đánh bằng thòng. Đấy, đánh bằng giò hoặc là đánh bằng lụp anh em nhé. Các bác mà có gà mồ rồi thì có thể để mua cái lụp này về đánh. Lưới là lưới đan anh em nhé. Lưới là 100% là lưới đan hết, hai mặt này. Em thử test thử cho anh em xem luôn cái mẫu này. Đấy, các bác gài về các bác đánh là gài là rất là đơn giản thôi. Đấy, như này. Đấy, cái này thì rất là nhạy anh em ạ. Đấy, cái cầu tử của nó khá là to. Đấy các bác nhé, bầu tử khá là to. Lưới là lưới đan. Đấy, lưới đan tay anh em nhé, lưới đan tay. Đấy, cái mẫu này. Đấy, cầu tử cũng khá là rộng. Chiều rộng của nó đây các bác nhá, chiều rộng nó tầm có khoảng 40 cm. Chiều rộng. Đấy, chiều này các bác nhá. Chiều này từ trong ra tầm có khoảng 40 gọi 50. Đấy, 50. Đấy, cái mẫu này thì anh em thấy là kích thước của nó khá là rộng rồi, tầm 45, 46. Đấy, nên là các bác nào mà đang tất cả là bằng inox hết anh em nhá. Inox 100%. Thế còn những cái nút nhỏ nhỏ này ấy, là bên em buộc xong nhỏ keo. Đấy, nói rõ luôn là buộc nhỏ keo anh em nhé. Đấy, kích thước đây là đằng sau thôi nhé. Mỗi một bên này là 4 lò xo. Đấy, 4 lò xo, 1 2 3 4. Đấy, nên là cái độ nhạy của nó là khá là ok luôn. Đấy, 4 lò xo rất là chắc chắn luôn. Đấy, không có sợ sảnh được. Đấy, khi con chim vào thì đảm bảo các bác là không thể bị mất được. Đấy, nên là bên em là cái mẫu này là mẫu chất lượng cao nhất các bác nhá. Đấy, đủ. Giá cả thì rất là hợp lý thôi. Các bác điện trực tiếp bên em sẽ tư vấn cho anh em hoặc báo giá cho anh em. Đấy, 100% bằng inox. Nên là anh em nào mà đang quan tâm về cái mẫu lụp bẫy cúm núm gà đồng này thì alo trực tiếp bên em. Ngoài ra thì bên em cung cấp tất cả các mẫu lụp bẫy gà, bẫy cuốc, bẫy bìm bìm có hết anh em nhá. Một cái video rất là ngắn thôi. Em xin kết thúc video ở đây. Xin chào tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.